Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi vừa ký ban hành chỉ thị số 21 về tăng cường công tác quản lý nhà nước để thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 về quản lý, bảo vệ môi trường. Theo đó, các địa phương thực hiện đầu tư xây dựng, vận hành hệ thống thu gom, trung chuyển, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Phải thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại địa phương. Trong đó, mỗi huyện, thành phố chọn một xã, phường, thị trấn làm mô hình điểm thực hiện đồng bộ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Các địa phương cần chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn định kỳ hàng tháng tổ chức thu gom chất thải rắn sinh hoạt và các loại chất thải phát sinh trên các tuyến đường giao thông, khu vực công cộng để cảnh quan luôn xanh, sạch, đẹp. Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đổ chất thải rắn sinh hoạt, các loại chất thải không đúng quy định. Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đổ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải khác không đúng quy định.